Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2020 đã được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk. Tham dự ngày hội có hơn 1.500 đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn tỉnh với thông điệp đã uống rượu bia không lái xe ngày hội hướng tới nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông nhất là các quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông với nhiều hoạt động như ký cam kết hưởng ứng cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông tặng mũ bảo hiểm hướng dẫn kỹ thuật lái xe khoa học và an toàn